Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình TQ Tools. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 19:30. Và các bạn đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình TQ Tools. Như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào chuyên mục số 1, những dụng cụ Hands Tool. Đầu tiên hôm nay thì mình về được một vài sợi xích. Xích này là size của nó chỉ có 6 ly thôi bạn. Rất là nhỏ gọn, xinh xắn dễ thương. Chiều dài của sợi xích này là 1m8 nha các bạn, 1m8. Xích của Kito. Xích của Kito và chất liệu của nó là thép mạ chrome rất là dày. Thép mạ chrome rất là dày chứ không phải là inox nha. Các bạn thấy cái độ sáng của nó nhưng không phải inox nha các bạn. Và tình trạng là mình cũng đã vệ sinh, kiểm tra, test và tra dầu bảo quản. Các bạn về chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Và lưu ý với các bạn là với cái dòng xích của Kito này, tuy là cái sợi nhỏ nhưng mà cái mức cẩu của nó là grab 10. Kito grab 10 ha. Tức là tải trọng của cái sợi xích này là tải trọng của nó lên tới 1 tấn 25 nha các bạn. Rất là khủng khiếp đó. Các bạn thấy không? Sợi xích chỉ có 6 ly thôi nhưng mà cho phép tải trọng lên tới 1 tấn 25. Nhắc lại chiều dài của sợi xích này là 1m8 nha các bạn, 1m8 thế, 1m8. Trên các mắt xích thì chúng ta sẽ có thông số và logo của Kito. Cái mã số đăng ký với lại cái tổ chức kiểm định của Đức á, cũng có đóng trên từng cái mắt xích luôn. Nhắc lại xích của Kito ha, Kito Japan, một cái thương hiệu phải nói là hàng đầu của Nhật. Cái xích này mình có khoảng 8 sợi và cái size của nó là 6 ly, chiều dài xích là 1m8, thích hợp cho các bạn chúng ta treo đèn, deco trang trí nè, treo đèn, móc, chằn buộc, nói chung là rất là nhiều cái cách ứng dụng với cái sợi xích size này. Ok, chiều dài của nó là 1m8 nha các bạn, chiều dài của nó 1m8. Cái sợi xích này giao lưu cho các bạn với giá là 300.000, 300.000 cho sợi xích của Kito. Nhắc lại chất liệu của nó là thép và cái hệ số cẩu của nó là grab 10, grab 10 này được tháo ra từ những cái ba lan xích của Nhật, của Kito Nhật các bạn. Nhắc lại chất liệu của nó là thép mạ chrome rất là dày nha các bạn, thép mạ chrome rất là dày. Một cái con rùa chạy của Elephant, rùa chạy ha, có xích điều khiển cho cái hệ thống con lăn của nó luôn. Đây tải trọng của nó 1 tấn nữa các bạn. Tình trạng là sơn zin 100% nha các bạn, sơn zin 100% và hoạt động tốt, hoạt động tốt. Cái chiều rộng của cái bánh xe lăn của con rùa này là chúng ta có thể điều chỉnh được bằng cách thay đổi các cái khâu chặn này để cho nó phù hợp với lại cái hệ thống thanh cẩu của mình đó. Tùy theo mình xài cái hát máy thì mình cái y máy thì mình xài, mình tăng chỉnh cái độ rộng của khẩu cho nó phù hợp, đơn giản ra thôi. Đây, Elephant rất là mới mà, máy in Japan ha. Tải trọng của nó là 1 tấn, chiều dài dây này nó 2,5 m 2,5 m. Cái con rùa của Elephant này giao lưu cho bạn với giá là 1.500.000, 1.500.000 nha. Các cái nhông bánh đâu còn rất là mới luôn các bạn, sơn zin 100% luôn, còn bụi luôn nè, chưa có vệ sinh trong này luôn. Cái này xích kéo để ta di chuyển con lăn này rất là đẹp. 1.500.000 cho cái con rùa chạy của Elephant tải trọng 1 tấn nha các bạn. Một cái cảo vô lăng mâm lửa các bạn, khá là đặc biệt ha, khá là đa dụng luôn. Nó có hai phần ren vít me ha, bên là 14, bên là 10. Thì cái bên 10 là xài cho cái phần cảo này, cái này là răng ngược hết nha các bạn. Và cái bước ren trên đây được cũng ghi nè, 24 và 27, đầu này là 27, đầu này là 24.
một cái cảo vô lăng xe máy với hai cái đầu rang đầu 24 và 27 nha các bạn. 27 là chúng ta chuyên mở cho những cái xe máy của Honda nè, còn 24 này là của xe nào thì mình chưa biết. Bác nào thường xuyên sử dụng những cái này thì chắc sẽ rành hơn mình. Các cái rang này mình đã kiểm tra hết rồi ha, còn rất là đẹp nha các bạn. Ok, cảo vô lăng, cái phần rang trên cái tán cảo này cũng vậy, cũng rất là đẹp. Ok, cái cảo vô lăng này giao lưu cho bạn với giá là 180.000. 180.000 cho cái cảo vô lăng. Và nhắc lại ha, cái đầu rang này là 27 24 nha các bạn. 27 24. Còn cái phần trục vít ma này là rang là 10 ly và 14 ly. Ha, 10 14 nè. Một cây lưỡi cuốc khá là đẹp. Khá là đẹp. Và trọng lượng theo trên cái lưỡi này họ đóng nó là 2,5 kg theo thông thế số họ đóng trên đây nè. Và cái hiệu lò mộc dạng mộc truyện đóng vào đây một cái. Đấy. Cái cuốc này được làm theo kiểu thủ công các bạn. Này, nhìn đó nè, giống như cái phần này họ tháp sau rồi ha. Tháp sau. Lỗ oval. Kiểu dáng cái lưỡi nó cũng khá đặc biệt ha, nó không phải đi thon ra giống vậy mà nó ra tới đây tự nhiên nó giật cấp, nó xòe bự ra. Tổng chiều dài của cái lưỡi cuốc này là được 45,5 các bạn, 45,5. Bề rộng của phần cuốc là 9 cm. Lỗ oval ha, cán zin đi kèm đây, và gắp ra cán của nó cũng tương tự như những cái cây cuốc chim nhỏ vậy đó. Chúng ta chỉ việc đóng mạnh xuống là nó sẽ giữ chặt thôi ha. Vì cái phần cán này họ chuốt nhỏ và phình to về phần đầu. Ok, phần cán này nó dài được 90 cm các bạn. Phần cán dài 90 cm ha. Nhắc lại, cán dài 90 cm, lưỡi dài 45,5, 45,5. Trọng lượng cái phần đầu lưỡi này là 2,5 kg nha các bạn, 2,5 kg. Ok, cái cuốc chim lớn này giao lưu cho các bạn với giá là 400.000. 400.000 cho cái cuốc này, không phải là cuốc chim, chim đại bàng. Đây là cuốc chim đại bàng chứ không phải là cuốc chim ri nha. Đấy, hai cái tô kẹp cầm tay và là dạng kẹp trụ tròn các bạn. Thiết kế cái miệng nó nhỏ lại và nó có rãnh ở giữa ha, có răng mà có rãnh ở giữa, cả hai đều có rãnh hết nha các bạn. Ha, chất liệu là thép, thép đúc, thép đúc khá cứng rồi, khá cứng. Đó, có rãnh ở giữa, chúng ta kẹp những cái đồ hình trụ tròn nó rất là chắc các bạn. Ha, dù mình kẹp một cái chân 6 ly để mình thao tác mài cắt gọt dũa gì đó. Đó, thì chúng ta cầm chúng ta đưa vô máy mài hoặc là máy nhám minh cước cái gì đấy, hoặc chúng ta dũa tay cơ khí luôn, rất là chắc chắn ha. Tình trạng hai cái như nhau, giao luôn cho bạn với giá là 250.000 một cái ha, 250.000 một cái. Chiều dài kích thước của nó như sau, chiều dài của nó là được 15,5 nha các bạn, 15,5 cm ha, 250.000 một cái. Có hai cái thôi nha các bạn. Đấy, 250.000 một cái nha. Một cái dụng cụ bẻ sắt của Mokuba, cái logo con gấu các bạn. Và tình trạng cây này còn rất là đẹp nha, miệng còn vuông vức nè, còn bén cạnh nè, chứng tỏ là nó cũng chưa có sử dụng nhiều đâu bạn. Những cái nước sơn này là do bị bảo quản không tốt, nó bong tróc thôi. Đó. Mokuba ha. Bên đây là size 10 ly, bên đây là 13 ly. Đó là những cái size mà chúng ta cũng hay thường bắt gặp, 10 ly và 13 ly ha. Đó. Chiều dài của cái tay bẻ sắt này nó được 60 cm nha các bạn. 60 cm. Ok, cái tay bẻ sắt này giao lưu cho các bạn với giá là 200.000.
200 ngàn cho cái tay bẻ sắt của Mokuba Nhật ha. Một cái bình châm nhớt bằng đồng mini xinh xắn nhỏ nhắn dễ thương ha. Cái này thường dùng cho những cái bác nào mà chuyên làm như kiểu đồ mô hình đồng hồ, làm những chi tiết lặt vặt nhỏ nhỏ đó, mini ha. Ở đây nó có một cái vết cấn nhẹ nhẹ các bạn ha. Cấn nhẹ nhẹ. Ok. À, rất là dễ thương ha. Bằng đồng nha các bạn, bằng đồng. Cái bình châm dầu mini này Zalo cho bạn với giá là 150.000. 150.000 ha. Một cái bình châm dầu mini bằng đồng 150.000. Để nó đây nha, để dưới là nó bị đè bẹp luôn á. Mồi gió đá của Rock Made in Japan ha. Tình trạng hoạt động tốt nha các bạn. Ở đây chúng ta cho đá lửa vào vị trí này ha. Vị trí này ha, nó có rảnh đây chúng ta cho viên đá lửa vào. Để chúng ta gài lại vậy thôi. Ok. Ở đây có chữ Made in Japan các bạn. Ok. 120.000 cho cái mồi gió đá của Nhật, thương hiệu là Rock. Jambon. Cái này sắp tới trung thu rồi, sách ra cho mấy bé chơi cũng vui lắm á. Một cái đồ khui đồ hộp của Mỹ, thương hiệu là Swing Away, Made in USA ha. Made in USA, Swing Away. Lưỡi dao còn đẹp nha các bạn. Cái này chỉ khui đồ hộp thôi ha. Chỉ khui đồ hộp thôi. Ok. 180.000 cho cái khui đồ hộp của Mỹ. Một cái combo đe gò. Một cái combo đe gò nha các bạn. Một cái bộ combo 4 cái đe gò. 4 cái đe gò mà dạng đe phụ á, đạn đe này chúng ta cắm trực tiếp vào cái đôn gỗ hoặc là chúng ta dùng cắm vào những cái lỗ vuông ở trên cái đe chính của mình. Nó kêu là cái dạng đe phụ các bạn. Đe phụ. Khá là đẹp ha. Khá là đẹp. Cái con này cái mặt nó còn thẳng thớm ha. Ok. Cái này thì chúng ta gò những cái đồ công nè. Cái bộ này Zalo cho bạn với giá là 800.000. 800.000 ha. Kích thước của nó như sau. Cái này nó dài được khoảng 13.5, 17, 22.5. Và cái dài nhất là nó được khoảng 26.5 các bạn. 26.5. Con này nó 16, gần 16.5. Ok. Hai cái đầu này nó vót nhọn và bên đây vót cạnh vuông các bạn. Vót cạnh vuông. Mặt này có sử dụng nè, có bị tòe hai bên chút xíu ha. Cái này về chúng ta rà nhám lại là xong. Dùng máy nhám rà nhẹ là ok. Chỉ là chúng ta sử dụng những cái đầu tù này của nó thôi mà. Để gò một số chi tiết nhỏ nhỏ gì đó, những cái đồ nhỏ đó. Ok, 800.000 cho cái combo đe phụ này. 800.000 cho cái bộ đe. Một cái cây kéo tỉa, một cái cây kéo tỉa, tỉa tán cây các bạn. Tổng chiều dài là 65.5 nha các bạn. Cán gỗ còn rất là đẹp. Mà đây có đóng hiệu là Made in Japan các bạn. Và con này nó thiết kế một cái lưỡi nó hơi cong ha, một cái bề lưỡi nó hơi cong để chúng ta tỉa những cái tàn, nhiều khi có những cái nhánh nó hơi to chút xíu thì chúng ta vẫn có thể cắt được ha. Đây mã cái bằng sáng chế của nó đây, bạc serial number đó, cán gỗ còn đẹp, lưỡi còn chưa có bị lỗi gì hết nha các bạn. Lưỡi đẹp, không có bị lỗi, không có bị cấn mẻ gì hết.
Ok. Cây kéo tỉa này giao lưu cho các bạn với giá là 280.000. 280.000. Một cái kéo tỉa chuẩn Nhật nha. Rất là đẹp. Một cái kềm cộng lực của MCC và là cái dạng kềm sắt cạnh các bạn, các cạnh lưỡi được thiết kế hơi vát xéo là một góc khoảng tầm 30 tới 45 độ để chúng ta có thể cắt sát được những cái mép cạnh nữa. Và cái chiều dài của cái cây kềm cộng lực này là được 600 600 mm theo công bố nhà sản xuất thương hiệu MCC. Cây này khá là mới ha. Chiều dài chính xác của nó được 63 cm nha các bạn. Cắt tối đa được 10 ly. Cáp 10 ly gia băng MCC. Chất thép của nó còn sáng đẹp. 24 inch tương đương khoảng 600. Và cái kích thước đo thực tế của nó là 63, lưỡi không có bị lỗi, không có bị cấn mẻ gì hết. Cắt tối đa được 10 ly nha các bạn. Rất là mới ha. Rất là mới. Cắt tối đa được 10 ly nè. Ok. Sơn zin màu vàng, sơn zin màu vàng MCC gia băng. Cái cây kèm cộng lực của MCC này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000. Hoạt động mượt mà nhẹ nhàng hết nha các bạn. Một cái cây cảo gốc, một cái dạng eto kẹp gốc, eto kẹp gốc gốc vuông các bạn. Thương hiệu là sau mắt, mã nó là 366. Đây chúng ta có thể điều chỉnh cái gốc nè, nó mở cái gốc nó ra. Có thể kéo cái gốc nó ra nữa. Ok. Và chúng ta cũng thể điều chỉnh được cái độ cao thấp để chúng ta kẹp cái phôi cho nó phù hợp bằng cách nới cái con lục giác này ra và tăng chỉnh là những cái nấc trên cái thân trượt đây của nó nha các bạn. Men da bằng ha. Men da bằng. Tình trạng con này còn khá là mới nha các bạn. Khá là mới. Ok. Cây tô kẹp góc vuông của số mắt giao lô cho các bạn với giá là 380.000. Ok, show mắt NO366 380.000 nha các bạn. Một cây kềm của ARM. Chiều dài của nó được 19 cm nha các bạn. Cái này nó size trung ha. ARM gia băng logo JS. Răng miệng này còn rất là mới luôn. Mới luôn. Có cắt luôn ha, có cạnh cắt luôn. Là một cái dạng kềm mà đa năng kiểu kềm điện. Được, sử dụng gia đình rồi linh tinh, ok. Khá là đẹp. Cái kềm này giao lưu cho các bạn với giá là 180.000. 180.000. ARM. Một 180.000 cho cái kềm điện đa năng ARM. Một cái cặp, cái này là cái dụng cụ dùng để treo đèn các bạn, dùng để treo đèn trong các cái sân khấu, những cái chương trình lớn họ dùng cái dụng cụ này để họ bắt vào những cái dàn giáo để treo những cái hệ thống đèn rất là lớn. Và tải trọng của mỗi cái cùm này là theo thông số của nhà sản xuất họ ghi là tải trọng của nó được 500 kg. 500 kg, chất liệu của nó là hợp kim nhôm nha các bạn, rất là xịn sò. Và cái này đến từ Mỹ, chỉ có hai cái thôi ha. Mega Clamp tải trọng này là 500 kg nè. Ok, đơn vị pound bên này luôn. Và cái cách lắp đặt của nó cũng rất là đơn giản ha. Chúng ta đưa qua, đưa cái cùm vào. Thì ngoài cái việc mà treo đèn thì chúng ta vẫn có thể treo những cái vị trí khác với cái kiểu cùm phù hợp. Nếu các bạn chúng ta thấy nó phù hợp với cái vị trí chúng ta thao tác ở vị trí nào thì chúng ta cứ sử dụng. Và lưu ý là tải trọng của nó chỉ được 500 kg thôi nha các bạn. Chỉ có 500 kg thôi.
Đây là cái con bu lông này chúng ta sẽ treo ở vào vị trí này ha, chúng ta có thể bắt man ý hay là bắt móc vân vân. Là cái tay siết để nó khóa cái phần cụm này lại. Nhắc lại chất liệu của nó là hợp kim nhôm và đến từ Mỹ, chỉ có hai cái thôi nha các bạn, có hai cái thôi. Ok, cái này Zalo cho các bạn giá là 400.000 một cái ha, 400.000 một cái. Tiếp tục chúng ta đến với một cây búa bi Nupla ha, thương hiệu Nupla. Và phần cán đặc trưng của Nupla thì chúng ta cũng đã quá quen thuộc rồi, chất liệu là fiberglass, sợi thủy tinh tổng hợp, cán nhựa, có logo Nupla đây rồi, Nupla. Và cái cây búa bi này tình trạng đầu và mũ nó gần như chưa có vết gì hết rồi, rất là đẹp. Đây, Nupla. Cây búa bi của Mỹ này giao lưu cho bạn với giá là 400.000. Nupla, một thương hiệu cũng rất là lâu đời của Mỹ nha các bạn. Và họ nổi tiếng nhất là với cái dòng mà búa nhựa, búa cao su á. À, cả đầu và cán là nó nặng được 503 gram. Mình cho là 500 gram đi ha. Trọng lượng 500 gram là một cái size rất là vừa tay để sử dụng. À, một cây búa Mỹ mà giá chỉ có 400.000, tình trạng đó là rất là đẹp. Cán sợi thủy tinh tổng hợp rất là dẻo dai và chắc chắn các bạn. 400k cho cái cây búa Nupla này. Một cái cây búa đinh cũng là cán sợi thủy tinh tổng hợp, chúng ta đến với thương hiệu Ton Jabang. Lần trước chúng ta có một cái cây y chang như thế này, nhưng là dán cái tem là TNT, là tức là viết tắt của Tontun đó rồi ha, hai chữ T đó. À, và cây này thì cũng y chang tình trạng. À, cây này thì có dùng lướt rồi các bạn, cái mặt nó chỉ có những cái vết xước kiểu lông mèo á ha, xước lông mèo thôi, còn ngoài ra cán và thân thì gần như mới, đầu nhổ đinh rồi cũng vậy ha. Thương hiệu đây Tontun. À, cán là fiberglass, sợi thủy tinh tổng hợp. Nha. Tay cầm rất là đẹp, kiểu dáng công nghiệp. Trọng lượng của cây búa đinh này là 334 gram nha các bạn, 334 gram. Ok, mặt rất là đẹp các bạn. Cây búa này giao lưu cho bạn với giá là 250.000. Mà cán làm bằng sợi thủy tinh tổng hợp thì nó liệt vào cái dạng búa cao cấp các bạn. Búa cao cấp của tất cả các hãng, 150k cho cái búa của Tontun. Rất là mới ha. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cặp búa bi của OH. Một cái thương hiệu cũng rất là mạnh về cái mảng này các bạn. Và nếu mà các bạn chúng ta không quan trọng về những cây búa có tên tuổi thương hiệu để sưu tầm, chúng ta cần một cái búa bi để cho vào thực chiến và sử dụng cho công việc hàng ngày, thì cái cặp búa này là cái sự lựa chọn rất là phù hợp cho các bạn. Hai cây ở hai cái thế hệ khác nhau. Một cây thuộc cái dòng brand là cái thế hệ đời đầu của OH. À, cây thứ hai thì chỉ có logo của OH thôi, không có chữ brand. À, tuy nhiên nó cũng còn khá là đẹp các bạn. À, cán vẫn có đóng logo của OH ha, thương hiệu được bảo hộ trademark. Và tình trạng của cây búa, hai cây búa này nó đều có một những cái khuyết điểm nho nhỏ. À, tuy nhiên nếu mà chúng ta cần cái giá trị cốt lõi, chất thép tốt để sử dụng thì chúng ta không quan tâm đến những vấn đề lõi đó, với cái mức giá của nó hết sức hấp dẫn nha các bạn ha. Trọng lượng hai cây búa bi này như sau, cây này thì hơn 300 gram, cây này nó hơn 500 gram nha các bạn. Nó có một cái vết mẻ ở cái cạnh phía trong, mặt trong ở vị trí này.
còn lại thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Hơn 500 gram, đầu búa là riêng đầu búa là 450 gram nè. À, cả cán luôn là nó khoảng 540 gram. Cây này thì đầu 1 phần 2, size 1 phần 2, nó khoảng 300, 300 mấy đó. Một cái vết lẹm nhỏ nhỏ cái phần phía dưới này, nó không ảnh hưởng gì tới vấn đề sử dụng của cái phần đầu trên cũng như mặt dưới nha các bạn. À, rất là đẹp. Ok, cái cặp búa này giao luôn cho bạn với giá là 250 ngàn. 250 ngàn các bạn có hai cái búa bi của Nhật thương hiệu OH. Ở đó là cũng là dạng top ở trong cái làng búa của Nhật đó nha các bạn. À. Một cây mỏ lết size 6 inch. Tức là nó dài được 150 mm các bạn. Và một cái thương hiệu này phải nói là mình tôi rất là thích. À, thương hiệu Armstrong đến từ Mỹ. Tình trạng cái mỏ lết này thì phải nói là rất là mới, tuy nhiên là nó được không được bảo quản tốt. À, chính vì vậy nó bị những cái đốm rỉ nó gây rỗ cái bề mặt. À, bề mặt bên đây cũng như là bề mặt bên này các bạn. Và mình cũng đã đánh vệ sinh sạch sẽ và nó đang trong tình trạng là hoạt động tốt, hoàn hảo. À, thương hiệu Armstrong, cái logo cái bàn tay cầm cái búa đó các bạn, cái cánh tay cầm cái búa đó ha. Armstrong. À, Made in USA ha. Cái cây mỏ lết 6 in này giao lưu cho các bạn với giá là 150 ngàn. 150k là giá giao lưu cho các bạn về cái cây mỏ lết của Armstrong size 6 in này ha. Một cây mỏ lết thứ hai. Nó là một cái dạng mỏ lết ngang. Và cây này size của nó là 15 in, là cái độ mở miệng tối đa của nó rồi nha các bạn. Tình trạng đã được vệ sinh đánh sạch sẽ, kiểm tra các chi tiết. Sản xuất ở Mỹ ha, size 15 inch, thương hiệu Diamond Club. À, Diamond Club. À, con lăn đồ này kia đã được vệ sinh kiểm tra ok hết rồi. Chiều dài 15 inch tức là nó được 38 cm nha các bạn, và độ mở miệng tối đa của nó được khoảng 95 ly. 95 ly rất là to các bạn, 95 ly. À, hoạt động trơn tru mượt mà nha, trơn tru mượt mà. Cái cây mỏ lết ngang của Mỹ size 15 inch này mấy nữa nè, giao lưu cho bạn với giá là 500 ngàn. Cái size này nó cũng thuộc dạng cái size gần 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 với cái size 18, size to rồi đó các bạn. Nha. Và nó thực chất là những cái size to này thì thường sẽ bị bạo hành rất là nhiều. Và đây cũng được đánh giá là một cái cây mỏ lết thuộc dạng là đẹp rồi đó ha, thuộc dạng khá đẹp rồi đó. Chứ thông thường những cái cây mình bắt gặp những cái cây size to như thế này là nó bị bạo hành rất là nhiều, bầm dập được coi như là miệng mồm là nó ngoác tà le hết. À, các cái con lăn, các cái phần răng trượt này kia là coi như là nhìn nó rất là thảm bại luôn. Thậm chí có một số cây là họ đúc tiếp vào để họ bẻ, họ mở những cái chi tiết lớn á, nó còn cong cả cái phần thân này luôn rồi, cong luôn. Mà nếu cái phần thân này nó cong theo chiều dọc rồi thì chúng ta rất là khó uốn nắng. Mặc dù mình cũng có cái bàn ép thủy lực đó, nhưng mà thực chất là nó cong theo cái chiều dọc này rất là khó uốn nắng. Nếu mà nó cong theo cái phương ngang này của nó, theo cái bề chiều ngang này thì chúng ta rất là dễ hiệu chỉnh, nhưng mà nó đã cong theo cái chiều dọc này là nó bị quá lực sử dụng rồi á. À, cong vào hay cong ra gì cũng vậy thì chúng ta rất là khó nắng hiệu chỉnh, tại vì trên đây nó có gia công những cái phần rang này, và khi nó bị biến dạng rồi thì nó sẽ gây kẹt cho con lăn này, và phải nói là cực kỳ khó để hiệu chỉnh nó lại theo như ban đầu được nè. Và đây cũng là một cái mỏ lết của Mỹ xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng 500k cho cái cây mỏ lết 15 inch này. Tiếp tục chúng ta đến với cây mỏ lết răng của Brigit, một cái thương hiệu huyền thoại về mỏ lết răng luôn. Brigit size 10 inch và cây này rất là đẹp các bạn, phải nói là rất là đẹp luôn. Dạng là sơn zin 100%,
con lăn sản xuất tại Mỹ, size 10 inch ha, kiểu dáng truyền thống. Răng trên răng dưới thì đã được kiểm tra hết các bạn. Răng trên răng dưới còn rất là đẹp nha các bạn. Size 10 inch tức là khoảng 250. Cái này là mình mở cái miệng nó ra rồi, nhưng mà cái size 10 inch này nó khoảng 25 cm thôi các bạn. Ok. Cái cây mỏ lết này Zalo cho các bạn với giá là 250.000. Mỏ lết chưa bao giờ mà giá mỏ lết Mỹ là rẻ như thế trên kênh của mình Tui Tui. Chỉ với 250.000 các bạn sở hữu cây mỏ lết rất chiếc chuẩn Mỹ, răng hàm đẹp. Mang về là chiến ngay được liền ha. Sưu tầm và sử dụng gì đều được. Chỉ có 250.000. Các bạn có một cây mỏ lết size 25 cm, tức là 250 mm, chuẩn Mỹ rít rít ha. Tiếp tục chúng ta đến với một cái thùng đồ nghề của Mỹ xưa, hàng Mỹ xưa nha các bạn, thương hiệu Dunlop. Kích thước như sau, chiều dài 43 cm, chiều ngang của nó là được 19 cm và chiều cao là 16 cm, quai bằng nhôm, vỏ bằng ton và những cái kiểu dáng đường gân cũng như là những cái phần dập của nó là hết sức là chỉnh chu các bạn, rất là chỉnh chu. Mình đánh giá cái thùng này và nó là từ cái rãnh mà che cái bản lề của nó các bạn thấy không, rất là đẹp cái màu sơn zin của nó ha, không có bị mục thủng chỗ nào hết đây. Dunlop US bạc. Và một cái điều đáng tiếc là cái phần khay bên trong của nó, nó có cái phần khay phía trong này nữa, nó bị mất một cái phần khay đựng phía trong này. Tuy nhiên thì các bạn nào chúng ta có thể chúng ta làm cho nó một cái khay phụ cũng không quá khó khăn đâu. Đo kích thước cắt chấn là xong. Các bạn nhìn cái bản lề của nó nè, phải nói là rất là chắc chắn luôn, chỉnh chu từng cái đường nét. Ton này nói chung là cũng ở mức độ vừa thôi, không dày lắm đâu các bạn. Nhưng mà họ thiết kế những cái đường gân, chiều dày nó khoảng tầm 0.8 ly thôi, 0.9 thôi mà. Chứ là chưa tới 1 ly thôi. Ton nó dày chưa tới 1 ly đâu ha. Nhưng mà phải nói là những cái đường gân dập sơn zin còn ha, sơn zin còn không có bị mục thủng nha. Những cái đường dập mà cuốn mép các bạn nhìn nè, những cái đường ton dập cuốn mép của nó, phải nói là rất là đẹp, rất là sắc sảo luôn các bạn. Một cái thùng đồ nghề của Mỹ, thương hiệu là Dunlop. Dunlop. Cái này giao luôn cho bạn với giá là 380.000. Chúng ta có cái thùng đồ nghề của Mỹ hàng xưa ha, không có bị mục thủng, không có bị móp méo chỗ nào hết trơn nha các bạn ha. Ok, tiếp tục chúng ta đến với một cái cặp cạo gỗ dạng cạo ép các bạn, đến từ thương hiệu Stabil của Đức. Chiều dài theo nhà sản xuất còn công bố là phạm vi hoạt động của nó đó là 1 mét nhân cho 90 nhân cho 3 phần 1/2, 3 1/2. Thì đo chính xác thì nó dài khoảng tầm gần 1m3 là các bạn nha, nhưng mà cái phạm vi hoạt động là họ ghi là khoảng 1m, chính xác của nó là 1m24 ha, 124 cm đó. Và hoàn toàn tất cả đều tháo lắp được hết. Đây là một cây mình tháo ra cho các bạn xem ha, nó rất là đơn giản ha. Và những cái phụ kiện linh kiện đi kèm giống như là những cái gối đỡ màu vàng vàng như các bạn sẽ thấy trên hình đây nè, thì họ có bán rời hết. Đó là những cái option đi kèm khi chúng ta mà mua chúng ta cần kẹp. Và tại sao nó cho phép chúng ta mở ra như thế này? Thứ nhất là nó vừa có thể dùng để kẹp hoặc là banh ha, thì chúng ta có thể trở đầu lại để chúng ta dùng chức năng kẹp banh được. Thì nhắc lại tình trạng của cái cặp cạo này là còn khá là mới nha các bạn, khá là mới. Một vài cái vị trí ốc này là do nó để nó bị hàng bãi nó bị nước tác động nên nó bị sét thôi. Các bạn nhìn cái phần tay cán cầm tay gỗ của nó nè, nó còn cả cái tem mã vạch nè, để chứng tỏ cái cạo này nó còn khá là mới nha các bạn, cũng như là cái phần thân này cũng nó vậy.
Nước mạ kẽm còn rất là sáng đẹp, những cái gai gai này cũng chưa có bị cấn dập gì hết nè. Logo Stabil Germany là cái size kích thước phạm vi hoạt động của nó rồi. Gai đều có thiết kế hai mặt hết để chúng ta sử dụng cái năng kẹp hoặc là banh. Thì cái cặp cảo ép của Stabil Germany này giao lưu cho các bạn với giá là 2.200.000, 2.200.000 nha. Đây mình dựng lên một cái cho các bạn hình dung nè, nó dài như thế này nè, nó dài như thế này. Và cái việc chúng ta lắp ghép nó cũng hết sức đơn giản các bạn. Đây là mình đang lắp theo cái chiều kẹp ha, và cái chiều banh thì mình chỉ quay đầu nó ngược lại thôi. Và cái phần khóa này, cái con khóa này của nó ở trong này họ thiết kế như một kiểu cái gối cam như vậy. Khi mình quay cái phần tay này ở vị trí ngang này thì chúng ta sẽ lắp vào và chúng ta khóa lại, nó hết sức đơn giản nha. Tháo lắp thao tác rất là nhanh gọn. Và một cái cặp tình trạng độ mới nữa tương đương nhau, tuy nhiên trên thân thì có những một vài cái đốm nó bị bong oxy hóa đó, đốm đốm các bạn. Nhưng mà mình đánh giá là cái cặp cảo này tình trạng nó còn khá là đẹp ha. Nếu mà họ chỉ dùng thì thường thường họ chỉ sử dụng nước thôi các bạn, chỉ dùng nước thôi. Đây nó kêu đốm rỉ rỉ này đó, nó bị oxy hóa, nước nó bám lâu ngày thôi. Các bạn nhìn từ phần trên xuống ha, cái độ sáng của cái nước mạ kẽm của nó cũng như là cái phần sơn trên cái phần tay của nó nè, gần như mới. Okay. Logo chữ rất là rõ nét ha, rõ nét. Nhắc lại giá là 2.200.000 cho cái cặp cảo của Stabil Đức, chiều dài hoạt động của nó là 1 mét, chiều dài thực tế của nó là lên tới 1,23 m, cũng khá nặng đó nha các bạn, cũng khá là nặng ha. 2.200.000 cho cái cặp cạo ép của Stabil Germany. Một cái dụng cụ giật cành với thương hiệu là Goldstar, ngôi sao vàng. Tình trạng lưỡi còn đẹp hết nha các bạn, chưa có bị cấn mẻ gì hết. Cái khẩu giật của nó, được khoảng 30 ly, khoảng 30 ly, tức là những cái cành cành nào nó to trong cái phạm vi này thì chúng ta có thể thao tác được. Ok. Đó, cái này về chúng ta chỉ việc tra cái cán vào tùy theo cái chiều dài ngắn mà các bạn cần sử dụng đó, trong cái khuôn viên sân vườn của mình thì chúng ta sẽ tra cái cán cho nó phù hợp, đóng chốt và chúng ta chỉ móc dây vào đây, cột cái dây vào đây và giật thôi. Ok. Rất là đơn giản ha. Ok. Cái đầu giật cành của Goldstar này giao lưu cho các bạn với giá là 380.000. 380k cho cái đầu giật cành của Goldstar. Một cái dụng cụ, một cái tay mở buji chuyên dụng dành cho ô tô các bạn, với cái size của nó là 10 13 phần 16 inch, tức là khoảng 20.6 mm á, 20.6 mm. Thương hiệu là 7K, 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 và nó lắc léo rất là linh hoạt ha, rất linh hoạt. 20.6 mm, thương hiệu 7K. Cán thiết kế cái cạnh gấp để chúng ta thao tác trong những cái vị trí gốc kẹt, nhiều khi nó vướng cái gì đấy thì cũng nó cũng có thể luồn lách qua được nha các bạn. Rất là linh hoạt ha, hai khớp, lắc léo hai khớp. Cái dụng cụ mở buji của 7K này giao lưu cho các bạn với giá là 120.000, 120.000.
một cái ổ khóa 6 khúc, một cái ổ khóa 6 khúc của Nhật, thương hiệu là Cycolock, made in Japan các bạn. Và hai chìa này là hai chìa mới mình Tewi đã làm lại cho các bạn nha. Thường thì cái ổ khóa này về nó sẽ không còn chìa đâu các bạn. Và cái này được xuất qua thị trường Mỹ, sau đó nên nó có để US bạc nè, cái bằng sáng chế Mỹ của nó đó, được chấp nhận ở Mỹ nè, US bạc. Và thiết kế của nó dạng như là những cái khớp no của routine á, rất là chắc chắn các bạn. Những cái thanh thép này nó có cái độ huy nó lên tới 13 ly, và những cái khớp nó linh hoạt. Ok, 6 khúc, cái ổ khóa của Cycolock này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000, 500k cho cái ổ khóa 6 khúc này các bạn. Và hai chìa, hai chìa mới làm chứ mà hai chìa zin nữa ha, nhưng mà chất lượng cái chìa này nó khá là ok các bạn ha. Chìa con ve và hoạt động nhẹ nhàng. Tiếp tục chúng ta đến với một cây xoắn dây của Marvel, dụng cụ xoắn dây tự động thích hợp cho các bác trong các ngành xây dựng á. Chúng ta hãy dùng cái dây thép để ta buộc kết nối các cái trụ khung sắt, để trước khi mà chúng ta đổ bê tông hoặc cái vị trí nào nó tương tự ha. Ok, chiều dài của cái cây này, chiều dài của cái dụng cụ xoắn dây này là 32 cm nha các bạn. Logo của Marvel, chất liệu cán bằng nhựa ha, chất liệu cán của nó bằng nhựa, móc xoắn lò xo kéo phía trong, và nó chỉ xoắn một chiều thôi nha các bạn. Nó như cái cần tự động một chiều của mình vậy đó, nó chỉ cái chiều xoắn thôi. Rồi chúng ta xoay lại thì nó, con chó nó sẽ bắt kiểu kiểu clip xe đạp mình vậy đó. Ok, cái này giao lưu cho bạn với giá là 150.000, 150.000 cho cái dụng cụ xoắn dây của Marvel, 150k. Một cây búa đồng, một cây búa đồng chiều dài của nó là 30 cm ha. Chiều dài của phần đầu búa này là được khoảng 8 cm, một cái thiết kế dạng kiểu búa gò đó các bạn. Và chất liệu của đầu búa này là bằng đồng ha, bằng đồng có qua sử dụng rồi ha. Đầu nó có cái vết nở nhẹ, một cái dạng búa gò. Okay, trọng lượng của cái cây búa đồng này là gần 200g các bạn ha, 190 mấy gram cả cán đó, gần 200g ha. Cái búa đồng này giao lưu cho các bạn với giá là 200.000, 200k cho cây búa đồng, trọng lượng gần 200g ha. Cái này là cái dạng bình thủy các bạn, bình giữ nhiệt nha, chuyên dùng để chúng ta giữ nước nóng á. Thương hiệu con voi, thì con voi made in Japan, thể tích của cái bình thủy này là được 0.75 lít, 0.75 lít nha các bạn. Ở đây chúng ta có thể thay thế như một cái chung, vì nó có phần nhựa này, nó cách nhiệt, nó giữ nhiệt cho chúng ta rót nước nóng được cũng được ha, như cái chung. Ok, và ở đây có một cái nút khóa, khi chúng ta đẩy cái lẫy về đây thì chúng ta mới rót nước ra được ha. Rồi các bạn đẩy về đây là khóa, thì cho dù chúng ta có làm lật nghiêng thì nó cũng không có bị trào nước ra. Phía trong nó họ tráng như kiểu cái bình thủy của mình vậy đó ha. Và cái sim cao su, khi các bạn đẩy cái lẫy khóa thì cái nó sẽ mở cái đường để chúng ta rót nước khóa lại, nó sẽ bịt kín lại cái rô. Nhắc lại thể tích là 0.75 lít, 0.75 lít, đó là 750 ml đó các bạn, 750 ml ha, made in Japan. Thương hiệu con voi là một cái thương hiệu mạnh trong những cái dụng cụ nhà bếp, dụng cụ gia đình như là bình thủy, bình nước, nồi cơm,
vân vân, nhiều cái thiết bị như thế. Và một cái quai khá là chắc chắn các bạn, một cái quai đeo cũng khá là chắc chắn ha. Chiều cao của cái bình này là nó được khoảng 30 cm, đường kính bình là 10 cm các bạn. Cái bình này giao lưu cho bạn với giá là 200k, một cái bình thủy để giữ nước nóng ha. Một cái kềm dạng banh khoe, banh phe, nhưng mà cái này mình nghĩ nó là dùng để mở những cái phe thép trong cái ngành ô tô hơn là xe máy các bạn, những cái vị trí những cái khoe lớn, những cái khoe lớn. Kích thước của nó như sau, chiều dài của nó được 26 rưỡi, 26 rưỡi, và một cái khóa ha để giữ giữ cái độ banh của chúng ta để chúng ta thuận tay hoạt động hơn. Cái lẫy thép phía giữa này nó thay thế cho cái lò xo bung đó bạn ha. Lẫy thép giữa nè thay thế cho cái lò xo bung. Ok, kèm banh khoe này giao lưu cho các bạn với giá là 200 ngàn. Một cái tay mở đa năng của KTC, KTC, KTC Kyoto. Tại sao nó là gọi nó là cái tay mở đa năng? Vì cái phần đầu này họ thiết kế cho chúng ta phải nói là rất là đa năng trong nhiều cái tình huống. Có thể chúng ta dùng để mở bu lông nè, kẹp mũi taro nè, kẹp mũi taro nè, mở những cái đầu mâm cặp của máy tiện. Nó cũng có những cái dạng đầu vuông như thế này, và chúng ta có thể tăng chỉnh cái kích thước đầu vuông cho nó phù hợp. Mở kẹp nhờ mở những cây bu lông, nó có cạnh lục giác thì chúng ta vẫn có thể kẹp được. Ví dụ như cái vị trí này ha, và nó có nhiều cái size tương thích, chúng ta có thể điều chỉnh cho nó phù hợp. Các bạn lóc lại là chúng ta có thể thao tác như một cái cần tiếp, chúng ta mở bu lông được rồi. Đó. Ngoài ra thì những cái mâm cặp thì nó có cái lỗ âm, lỗ vuông thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh ở hai cái đầu phía hai bên này cho nó phù hợp với cái lỗ vuông của cái mâm cặp của mình, để chúng ta cũng có thể thao tác mở thay cho cái chìa mở. Và bên cạnh đó họ cũng thiết kế một cái lỗ vuông âm nhỏ này để các bạn chúng ta có thể kẹp được những cái mũi taro, chúng ta dặn mũi taro vân vân. Phía trong đây nó có thêm một cái tuôn đi kèm nữa các bạn, để nó kẹp vào vị trí này, nó mở một cái chi tiết gì đó mà mình chưa có thời gian để mình nghiên cứu tiếp. Nhưng mà nó túm lại nó là một cái tay mở đa năng, và cái khẩu độ mở của nó cũng rất là rộng các bạn ha, như một cái mỏ lết khỉ, mà cái khẩu mở của nó rất là to các bạn, rất là to. Và những cái eto kẹp bàn, eto phay của mình đó thì thường nó cũng có những cái cúc vuông, nhưng cái cúc vuông thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh cái size cho nó phù hợp để chúng ta mở được những cái eto khoan bàn tương tự như vậy. À, rất là đa năng, rất là cơ động. Với tuy là nó có bốn cái góc cạnh kia thôi, nhưng mà thực tế là nó ứng dụng được với khá là nhiều cái vị trí thao tác khác nhau. À, cái tay mở đa năng của KTC này giao lưu cho các bạn là 380 ngàn, 380 ngàn. Ở bên trong này chúng ta cũng có thể dùng nó như cái ngăn chứa để chúng ta chứa những cái mũi vít, mũi gì đó nó phù hợp. Đây, nó có hai cái đầu tuôn, nó có hai cái đầu tuôn nhỏ như thế này để chúng ta kẹp vào vị trí này để thao tác ở một số cái vị trí góc vuông gì đấy, mở những cái tool nào đó nó tương thích phù hợp với cái cạnh vuông này nữa các bạn. Rất là hay ho ha. Đấy. Đó. Khá là lợi hại. Admin kêu là có thể là giấu quỷ đen trong cái cán này, nhưng mà qua cái video clip của Minh TV này thì các bạn không nên giấu quỷ đen, vì các bà xã đã biết được quỷ đen chúng ta sao giấu ở đây là nên không hiệu quả được. Ok, không thể giấu quỷ đen trong đây.
380 ngàn cho cái cây tuôn đa năng của KTC. Một cái vòi xịt nước của Kakudai. Kakudai. Và đi kèm với nó có cái phần đầu cái để kết nối nhanh. Có phần đầu cái để kết nối nhanh của Gardena, một cái thương hiệu của Đức các bạn. Gardena. Cái đầu này chúng ta đi mua bất kỳ tiệm điện nước nào cũng có bán, nhưng mà chỉ là hàng của Đài Loan hoặc là Việt Nam mình sản xuất thôi các bạn. Còn cái dạng đầu của Đức nó có gì khác biệt? Thứ nhất là cảm giác những cái chi tiết họ làm nó chắc chắn hơn, nó chính xác hơn, và cái độ kẹp ống của chúng ta cũng vậy. Cái chúng ta cho cái ống vào, cái này chắc xài cỡ ống 24, 27, 24 đó. Cho vào, chúng ta nhét cái ống luồn cái ống vào đây và chúng ta siết lại là tự động nó sẽ bóp cái ống chặt lại các bạn. Và cái dạng đầu này nó không có cái lúp B để mà khóa khi chúng ta ngắt kết nối nha. Chúng ta ngắt kết nối là nước nó sẽ chảy liên tục á. Còn cái dạng mà của Đài Loan họ làm thì cái đầu này một họ sẽ làm cái lúp B nước khi mà tự động mà chúng ta ngắt kết nối như thế này thì nước, lực nước nó sẽ đẩy cái lúp B đó, nó sẽ khóa cái lỗ trung tâm lại. Nó sẽ không có làm chảy nước. Còn nếu mà cái dạng này mà chúng ta ngắt kết nối ra khỏi cái vòi hay là các cái thiết bị khác thì chăng nữa thì nó sẽ nước sẽ chảy liên tục. Nó chỉ là một cái đầu cái để kết nối nhanh với cái đầu đực này thôi. Và trên cái đầu đực này nó có cái vòng sim nữa các bạn. Thì lâu ngày nếu chúng ta sử dụng mà cái vòng sim này nó chai thì chúng ta sẽ cạy ra chúng ta thay thôi. Và nó thiết kế như cái đầu tự động vậy đó. Các bạn chỉ việc đẩy vào là nó tự động nó khóa thôi, không cần phải thao tác gì. Nhưng mà khi chúng ta tháo ra chúng ta phải kéo nó về sau chúng ta mới tháo được ha. Đây nó có chữ West Germany trên đây nè các bạn. Tây Đức á. West Germany ha. Ok. Rồi, tiếp tục đến với cái vòi Kakudai của Made in Japan. Thì cái vòi này chất liệu nó là Antimony. Tình trạng cái này đánh giá nó còn khá đó các bạn, ở mức độ khá đó. Thì cái này cũng vậy. Chúng ta nếu mà chúng ta xài mà lâu ngày cái bằng nhựa nó hỏng thì chúng ta vẫn có thể mua những cái đầu cấp nước cho máy giặt đó, nó y chang như vậy. Cái dạng như đầu cấp nước máy giặt đó, cái rang nó cũng y chang như vậy. Thì chúng ta cứ về chúng ta kết nối vào là xong. Hoặc là các bạn không muốn dùng cái nối nhanh này thì nó có cái dạng đầu nối như kiểu cái đầu ống hơi mình vậy nè, nó có cái dạng đầu ra như thế này. Thì chúng ta chỉ việc nhét ống vào, chúng ta siết cổ dê lại là xong. Vẫn dùng tốt bình thường. Và cái việc xịt nước của cái này thì nó hơi đặc biệt một chút xíu, nó hơi ngược nha các bạn. Mà khi chúng ta mở hết mức này á thì cái tia nước nó sẽ gom nhỏ lại và nó bắn xa. Còn chúng ta bóp nhẹ này thì nó sẽ xòe thôi, nó chỉ xòe. Nó chỉ xòe thôi. Bóp hết mức này ra thì nó sẽ gom cái tia nước nhỏ lại, nó bắn xa ra. Và cái lực nước cũng khá là mạnh đó ha. Ở đây có núm này chúng ta điều chỉnh được cái độ mở của cò cũng như là một cái lẫy để chúng ta sử dụng chức năng mà nó xịt liên tục đó, chúng ta bóp và chúng ta đẩy cái lẫy lên là chúng ta sẽ chức năng rảnh tay đó ha, cái vì điện thoại mà thợ rảnh tay đó. Nhắc lại thương hiệu Kakudai máy ra băng, và cái này mình cũng đã test rồi, hoạt động hoàn toàn bình thường các bạn, hoạt động ok. Cái vòi xịt của Kakudai này Zalo cho bạn với giá là 300 ngàn, khá là bền. Mình cũng đang dùng một cái tương tự như thế này, nhưng mà nói chung là không đẹp bằng cái này đâu. Mình phơi nó trên sân thượng coi như là 24/24, phơi nắng phơi mưa các kiểu, nhưng mà hoàn toàn không có bị rò rỉ nước hay là gì đâu. Mỗi ngày đều xách ra tưới cây 2 buổi sáng chiều, và nó cũng khá là trâu quá ha, khá là trâu bò. 300k. Một cái cây rìu đa năng, một cây rìu đa năng của Nhật. Và cái cây này tình trạng còn khá đẹp, cũng như là khá thôi nha, mình đang nói là ở mức khá đẹp thôi chứ không phải là nó đẹp xuất sắc đâu. Thì nói chung là các bạn về chúng ta muốn nó đẹp hơn nữa thì chúng ta chịu khó, chúng ta mông má hóa trang nó lại, mốt nó lại theo ý mình nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Nó là một cái rìu đa năng có chức năng chặt nè, đóng nè, bảy nhổ đinh nè. Ở đây cũng vị trí này cũng là nhổ đinh được nha các bạn. Phần thân là đúc thép đúc liền qua tới phần đuôi này luôn. Ở giữa thì họ ốp gỗ
ốp gỗ, hai cái phần thân gỗ thôi, có chữ ra băng. Ok, thì tình trạng cái rìu này đã qua sử dụng rồi, cái phần lưỡi này mình đánh giá là cần phải được mài bén lại nếu mà chúng ta muốn sử dụng chức năng chặt ha. Ngoài ra những vị trí khác thì nói chung là chúng ta muốn đẹp thì chúng ta phải mài, gọt dũa hay là modify lại theo ý cá nhân mình ha. Độ lại theo ý cá nhân mình gì đấy. Chiều dài kích thước của nó như sau, chiều dài của cái cây rìu này là 28,5 các bạn, 28,5. Bề bản lưỡi chặt là khoảng 65 ly, 6,5 cm đó. Ok, rất là gọn vừa tay, thích hợp cho các bạn đi camping, cắm trại, chúng ta đi dã ngoại đồ á. Chúng ta đem theo cái cây rìu đa năng này, có thể chặt nè, chẻ củi, bổ củi, dựng lều, đóng nè, đóng cọc lều, cậy bẫy đinh, vân vân. Và nó khá là gọn ha, cho vào những cái túi đeo, ba lô gì đấy, khá là gọn, vừa tầm. Ok, cái cây rìu đa năng của Nhật này giao lưu cho các bạn với giá là 390.000, 390.000. Thì nói chung là khi mà mình mô tả sản phẩm cho các bạn á, mình cố gắng là mình nói nó chậm vừa đủ nghe và cũng nêu rõ được những cái ưu cũng như khuyết điểm của sản phẩm để chúng ta thật sự cân nhắc trước khi chúng ta lựa chọn sản phẩm. Tránh trường hợp mà mình vội vàng hấp tấp chốt sản phẩm, sau đó mình về mình lại thấy nó không phù hợp thì nó lại lãng phí nha ha. Các bạn lưu ý chúng ta nghe thật kỹ, có thể không mua được sản phẩm trong video clip này thì chúng ta sẽ đón xem video clip khác ha. Ok, 390.000 cho cái rìu đa năng của Nhật ha. Và tình trạng của nó là cần được mà gọt dũa mông má lại cho nó đẹp theo cái sở thích cá nhân của mỗi người thôi. Chiều dày của phần thân này mình quên đo cho các bạn ha. Chiều dày của phần thân nó là 10 ly nha các bạn. Cái chỗ này là 10 ly. Và nó sẽ mỏng về cái phần đầu nhổ đinh này. Còn cái phần cán là nó dày xuyên suốt như thế ha. Phần đuôi này là họ đúc đặt luôn. Đặt luôn. Đấy. Nãy giờ nó nằm đây hoài. Nhiều bác thắc mắc nó là cái gì. Một cái đèn khò nhiệt của Sake Fuji. Sake Fuji nhìn nó giống như là những cái súng lửa của lính ngày xưa ha, dùng để phát quang, nói chung là để tạo ra những cái chùm lửa lớn đốt. Và cái thân nó làm khá là dài, nó giúp chúng ta cách nhiệt với cái đầu lửa kia. Ở đây có cái van điều chỉnh cái mức nhiệt lửa. Thì cái này nó thích hợp với các bác nào mà chúng ta chuyên làm mộc lớn, chúng ta cần mà tạo cái màu cho những cái ván gỗ hay thân gỗ, bàn ghế gì đấy vân vân. Hoặc là các bác nào mà làm quán bê thui, chúng ta dùng để chúng ta thui bê, xử lý cái lông con trước khi chúng ta lưa lên bàn quay. Nói vui thôi chứ mình đi ngang ngoài nhà mình gần với quán bê các bạn, mình thấy các bác hay dùng cái bình ga mini như của mình, bác khè khè thôi chứ chưa thấy bác nào mà chơi cái cây khủng long như thế này. Chắc là cũng muốn có lắm á nhưng mà chưa gặp được cái cây nào nó phù hợp. Và cái này lưu ý là chúng ta phải xài bình ga lớn ha, xài bình ga lớn. Tình trạng của cái dây của nó là dây zin của Peston, tuy nhiên là nó đã bị rạn theo thời gian, có thể là nó bị phơi nắng khá nhiều thì chúng ta nên thay cái dây này. Cái dây ga kết nối thì cũng có không có gì đáng quan trọng lắm. Quan trọng là cái phần thân này của nó các bạn còn khá là mới ha, khá là mới, là khá là chất lượng. Phần tay cầm đây Fuji Sake, các cái nấm điều chỉnh của nó cũng có logo của Sake Fuji đây các bạn ha, điều chỉnh cái tia lửa ra đây. Và cái đầu bét đây, đầu bét đây nó có thêm một cái đường dẫn như kiểu đường dẫn ga dạng xoắn ruột gà các bạn, ra tới ngoài này nó giúp cho cái chùm lửa nó khè rất là kinh đó nha. Và mình xem một số chương trình mà những cái kênh YouTube của các bác nước ngoài đó, mình gọi là bác theo cái từ miền Bắc thôi nhưng mà thực tế trong Nam mình phải kêu bằng bác luôn, tại những cái người đó rất là lớn tuổi rồi thì họ vẫn dùng những cái đèn khò lớn như thế này để xử lý một số cái món tool mà nó bị rỉ sét nặng, tức là cần một cái lượng nhiệt lớn để chúng ta khò vào đó thì để nó nhả những cái rỉ sét trước khi chúng ta xử lý qua những cái dung dịch hóa chất gì đấy. Thì quá vẫn chơi những cái cây đèn khò khủng long như thế này ha, rất là dài. Nhưng mà chiều dài từ cái phần đầu
này cho tới cái phần cán của nó là 1m15, 1m15 nha các bạn ha. Và cái này nó xoay được, nó chống rối dây đó à, cái dây nó xoay được vòng vòng nữa các bạn, giống như kiểu cái con xoay ở trên cái rulo, những cái rulo hơi, rulo nước của mình đó, nó có cái phần xoay chống chống rối dây như thế này. Cái phần dây nó bị rạn thì coi như mình không tính đi ha, bỏ qua nó bên đi. À, mình chỉ xem xét về cái chất lượng tình trạng của cái cây đèn khò này. 1m15 là cái chiều dài tổng thể từ đầu này tới cái đầu này. Ok. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. Này hai cái khớp của nó có thể mở ra được rồi. Để mình lắp ghép di chuyển cho nó gọn. Hoặc là chúng ta muốn thâu ngắn cái này lại cũng được ha. Chúng ta đưa cái khớp này về đây. Để đưa ngắn, nhưng mà với cái nhiệt lượng nó to như thế này mà chúng ta đưa ngắn thì nó khá là nóng cho cái người sử dụng nha các bạn. Ok. Chính vì vậy nhà sản xuất họ mới làm cố tình họ làm cho nó dài ra như thế, đảm bảo an toàn và cũng như là cái nhiệt nó không bị ảnh hưởng tới cái người sử dụng. Ok. 600k cho cái đèn khò của Sakae Fuji. Một cây rìu với thương hiệu là Colin của Mỹ. Chiều dài tổng thể của nó là 80 cm, 80 cm. Chiều dài của đầu rìu là 18 rưỡi, gần 19 các bạn. Chiều rộng của phần lưỡi chặt là 11 rưỡi nha, 11 rưỡi. Và đây được xét vào cái dạng rìu cổ điển các bạn, cổ điển thương hiệu Colin. Tại sao mà lại nói nó là cái dáng rìu cổ à, các bạn để ý những cái rìu Mỹ mà nó có cái phần hõm lưỡi đó à, bevel đó à, để thoát phôi khi mình chặt các bạn, nó dễ chúng ta dễ rút cái lưỡi rìu ra đó, thì nó được liệt vào những cái dạng rìu kiểu cổ ha. Họ mới thiết kế cái dạng lưỡi như thế à, thương hiệu Colin nó có đóng trên đây mà. Colin. Và cái con này thì cái thiết kế cái kiểu nó dạng lưỡi vuông cạnh ha, vuông cạnh. Những cái cây Colin thế hệ đời sau, đời mới thì nó sẽ mài bo cạnh, mài bo cạnh này tròn hơn chút xíu. À. Và tình trạng lưỡi này thì chưa có mài gì nha các bạn. À, về nếu mà chúng ta sưu tầm, chúng ta trưng bày thì chúng ta không cần phải mài bén. Nếu mà các bạn sử dụng thì chúng ta sẽ mài bén cái phần lưỡi này hơn nữa. À, nó có một cái vết mẻ rất là nhỏ ở phần gần cuối cái đuôi này. Mẻ dâm nhuyễn thôi. Cái này nếu mà chúng ta mài xử lý lưỡi thì nó sẽ mất cái này đi à, tuy nhiên cái này là mình chưa có xử lý phần lưỡi của nó ha à, phần lưỡi của nó cần, nếu mà chúng ta muốn chặt tốt thì chúng ta sẽ mài xử lý nhẹ cái phần lưỡi này lại thì nó ok. Cán này là bằng chất liệu gỗ tầng bi à, cán được thay thế mới các bạn. Cán được thay thế mới. Và cái size lưỡi này nó cũng khá phù hợp với cái người thể trạng của cái người châu Á mình nha. Người châu Á mình. Chiều dài nó 80 thôi, 80 thôi. Trọng lượng đầu lưỡi của nó cũng không quá nặng nên cái cán mình thiết kế nó vừa phải thôi. Nếu mà nó to hơn chút xíu nữa thì phải cho cái cán nó dài ra tầm 90, tổng thể nó phải dài 90 thì nó phải phân bổ cái lực chặt nó phù hợp. Cán thì cũng chuốt lại theo cái form cán của rìu Mỹ. À, theo như cái catalog của nó vậy đó. Ok, nhắc lại tổng chiều dài là 80. Cái rìu Colin của Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 1.600.000. 1.600.000. Ok, khá là đẹp nữa rồi. Cái điều mình thích nhất ở cái vân của cái gỗ tầng bì này là những cái vân gỗ khi mà thợ họ trao chuốt theo cái sớ dọc của nó tạo ra những cái đường vân như kiểu da báo vậy đó các bạn à, nhìn nó rất là đẹp à, chất gỗ nó cũng rất là dai mà, dai chắc chắn đây.
1.600.000 cho cái cây rìu Mỹ thương hiệu Colin. Tổng chiều dài là 80 cm, 80 cm, một cái dạng lưỡi rìu cổ điển của Mỹ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái chuyên mục số 2, một vài cái dụng cụ sử dụng điện các bạn. Đầu tiên hôm nay chúng ta có một cái đèn để sửa chữa của Hataya, và cán chất liệu đó là bằng giống như là nhựa phíp các bạn. Ngoài ra nó có thêm cái ổ cắm nối nữa ha. Ổ cắm nối này công suất nó được 7A, 125V 7A. Thì cái bóng đi kèm của nó đây là cái bóng 110 zin, 110 zin. Nếu các bạn chúng ta muốn xài bóng led thì chúng ta về chúng ta chỉ việc mua bóng led chúng ta thay thế thôi, nó cũng đơn giản, cái bóng nó đu thông dụng rồi. À, như vậy bóng đi kèm này là bóng 110 zin nha. À, đuôi đồng luôn nè. À, bóng này là công suất nó là 60W, bóng của Satsushima. Dây nguồn rất là dài nha các bạn, dây zin của Hataya rất là dài, này chắc phải cầm cả chục mét á, dây này chắc cả chục mét, là dây của Hataya luôn rồi, Hataya, dắt cắm của nó đây, zin luôn, dắt cắm zin luôn, Hataya luôn ha, rất là đẹp, cái đèn này khá là đẹp, nó là cái dạng móc treo để chúng ta sửa chữa này kia đó ha. Và chui gầm sửa máy sửa đồ, nói chung là dành cho thợ sửa chữa, chuyên dụng cho thợ sửa chữa. À, có cái ổ cắm nối đi, chúng ta cắm thêm cái thiết bị gì ra nữa, nó như một cái dây gì nói dây nguồn cục dây nguồn cũng quản luôn ha. Ok, cái đèn này Zalo cho bạn với giá là 400.000. Bây giờ mình sẽ test điện 110, tại vì cái bóng của nó đang cắm nó là bóng 110 các bạn. Cái điện 110 ha. Đây, mình tắt. Ok. À, nó có cái chóa để chúng ta soi. Nó phản chiếu ánh sáng là để chúng ta soi sửa chữa những cái gầm bệ gì đấy. Và bây giờ chúng ta chỉ cần mua những cái bóng led tương tự như thế này, chúng ta lắp vào để chúng ta sử dụng được điện 220. Là những cái bóng led đời mới bây giờ là nó dùng autovolt mà. Ok. 400.000 cho cái đèn của Hataya. Dây nguồn rất là khủng mà. Còn dây nguồn này mình chưa có đo đâu, nhưng mà chắc là phải trên 10 mét. Một cái mỏ hàng của Nhật, một cái mỏ hàng thiết của Nhật, cũng không kém phần cổ điển nha. Cái đầu này nó bằng đồng và nó hơi nghiêng, nó còn hơi chết chết chút xíu nữa. À, dụng cụ, một cái dụng cụ để hàn thiết. Cái này của hãng Yamamoto Company, Excel Major bằng cán gỗ, nó có công tắc ngay phần đuôi tay cầm và tem tem nhôm các bạn, tem này bằng nhôm ha, rất là đẹp. Điện zin 100V, công suất là 200W nha, công suất 200W. Dây nguồn zin đi kèm, công tắc on off rất là mượt luôn, dây như kiểu dây bằng ủi xưa của mình vậy ha. À, Major bằng. Nhắc lại điện zin 100V nha. Đây, cái lửa này bằng đồng các bạn. À, cái đầu hàng này nó bằng đồng ha. Ok. Cái này cũng Zalo cho bạn với giá là 400.000. Test chì coi. Chảy rất là ngon ha. Một trăm vôn 200W. 200W, 100V, 200W nha rồi. Chì chảy rất là mượt luôn rồi ha. Chảy mượt mà luôn. Tắt công tắc đi. Giữ nhiệt. Cái mũi nó to như thế này bởi vì nó giữ nhiệt rất là lâu rồi.
Để vô là chảy, để vô là chảy. Ok. Chúng ta đến với một cái trạm gá hàng, một cái trạm gá hàng của Nhật với cái mâm của nó là được 30 các bạn. Đường kính nó là 300 mm, tức là 30 cm đó. Khá đẹp ha. Và đây là cái chỗ mà chúng ta kẹp mát nè. Cái thanh này bằng đồng ha, chúng ta kẹp mát hàng đây. Chúng ta có thể điều chỉnh cái mâm của nó theo cái vừa ngang như thế này, hoặc là có thể dựng đứng lên lên như thế này à, lóc lại ở đây. Ok, thì thông thường những cái trạm gá hàng như thế này nó sẽ được kết nối với những cái máy hàng qua cái cổng cổng dây nguồn đặc trưng để sử dụng cho những cái máy hàng. Chính vì cái điều này thì không phải ai chúng ta cũng có những cái máy hàng nó tương thích với những cái cổng kết nối của nó. Vì vậy mình đã trao đổi với đối tác của mình về cái liên quan về ngành cái bộ phận điện của nó đó, thì đã chuyển điện cho nó thành 220 một pha điện gia đình của mình, và tách thẳng của nó ra độc lập để chúng ta sử dụng bằng con cốc đạp kia để cấp cái nguồn điện một pha 220 vào để sử dụng, tức là nó hoàn toàn hoạt động độc lập ha. Các bạn có thể sử dụng cho máy hàng que cũng được, hàng tích cũng được, hàng mic cũng được ha, và nó hoàn toàn chạy độc lập. Bên cạnh đó mình làm thêm một cái điều chỉnh cái tốc độ nó, tức là cái điều tốc, một cái biến áp điều tốc ở đây để các bạn có thể điều chỉnh cái tốc độ vòng quay của cái mâm này. Và cũng chia sẻ một chút xíu cho các bạn là cái tải trọng của cái này nó được 60 kg thôi à, tối đa của nó là 60 kg. Nguồn điện thì mình đã chuyển lại thành một pha 220. Cái con này cái đét nó khá sâu, 1985 1985. Ở đây là cái núm chúng ta điều chỉnh cái tốc độ của cái vòng quay của cái bàn cặp trên đây. Thì trên cái bàn gá này, cái bàn gá hàng này, chúng ta có thể cặp những cái phôi để chúng ta hàng theo dạng hình trụ tròn, nó sẽ tự động nó chạy. Và cái bộ phận kẹp mát như mình có giới thiệu trước bạn bên kia ha. Ok, là chúng ta có thể điều chỉnh. Nhắc lại ha, trọng lượng tối đa của nó chịu được 60 kg nha các bạn à, chịu được 60 kg. Ok, một cái bàn trạm gá hàng. Để chúng ta lóc lại nè ha, và mình sẽ test cho các bạn. Trọng lượng cái này nó cũng khá nặng ha, cái phần khung sắt xi của nó dày được khoảng tầm gần 10 ly các bạn, 8 9 ly gì đó. Mâm cặp là được 300 mm ha, và tình trạng là chưa có bị dính sỉ hàng gì trên đây hết. Để chứng tỏ là cái này có lẽ là họ dùng lướt hoặc là chưa sử dụng luôn các bạn. Chưa có bị dính một tí sỉ hàng là trên đây hết. Ok, và cái trạm gá hàng này giao lưu cho các bạn với giá là 5 triệu. 5 triệu. Nhắc lại ha, điện đã chuyển thành một pha 220, điện gia đình của mình á, mình cắm ở đâu cũng xài được các bạn. Và ampere nó cũng thấp thôi, không có đến nỗi. Ok. Rồi. Đây là cái phần cốc đạp để chúng ta điều khiển cái tốc độ, điều khiển cái nguồn điện vào cho nó. Còn cái tốc độ là chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây. Và mình sẽ test cho các bạn vào cái nguồn điện một pha 220 đây. Cốc đạp nè. Ở bên trong nó có motor chạy các bạn. Đây là tốc độ nhanh nhất ha. Rồi muốn tốc độ chậm lại, chúng ta điều chỉnh nó chậm lại. À, ví dụ chúng ta muốn hàng ở những cái góc nào đó hơi, chúng ta sẽ cho nó chạy chậm thôi. À, điều chỉnh lại. Rất là ok. Điện một pha 220.
chạy nhanh lên. Cái hệ thống motor nó qua giảm tốc phía trong của nó làm phải nói là rất là chắc chắn các bạn, rất là dày dạn và chắc chắn luôn. Thì với cái việc mà chúng ta chuyển dùng cái con cốc đạp để mà cấp cái nguồn điện cho nó thì mình nghĩ nó cũng khá là hợp lý ha. Khi mà chúng ta thao tác thì chúng ta chỉ cần dùng máy hàng và cái trang bị bảo hộ, sau đó chúng ta dùng cốc để qua điều khiển. Ở đây chúng ta sẽ rảnh tay để chúng ta hàng và xử lý các cái chỗ mối hàng ở các cái phôi của mình đó ha. Bấm hàng buông. Ok, 5 triệu cho cái trạm gá hàng của Nhật đã được chuyển điện một pha 220 và khuyến mãi thêm một cái chỉnh tốc luôn. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến với một vài cái dụng cụ sử dụng khí nén rồi nha. Đầu tiên hôm nay mình có một cái khoang hơi đầu 6,5 ly đến từ thương hiệu Uri. Con này thuộc thế hệ đời đầu đó các bạn. Logo đúc cái kiểu này nè, đúc nổi trên thân luôn. Và đây họ khắc thêm những cái số seri, bạc number gì đấy vân vân. Đầu cặp của nó là đầu 6,5 ly Yukiwa các bạn. Con này tình trạng là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết, hoạt động tốt ha. Thích hợp cho chúng ta khoan những cái đồ mũi nhỏ từ 6,5 ly đổ lại, hoặc chúng ta có thể kẹp những cái mũi mài móc do vân vân. Với cái chân 6 ly thông dụng như thế này thì chúng ta đánh cước nè, mài kiểu viên đá mài cà lem nữa ha, vân vân, rất là ngon. Vì cái khoan nó có dùng cái nhông điện tốc cho phép chúng ta cài ép khá là tốt. Cái khoan Uri này giao lưu cho các bạn với giá là 400k một cái khoan của Uri, khá ngon quá. Với những cái bạn nào mà chúng ta đang cần một cái khoan để chúng ta cày ép và rất là đa năng, nhiều nhiệm vụ thì mức giá cũng hợp lý, đây là cái sự lựa chọn tối ưu cho các bạn ha. Uri đầu kẹp tối đa 6,5 ly nha. Một sản phẩm tiếp theo, một cây bu lông góc xéo của Uri của Men Japan. Con này hai búa đứng các bạn, hai búa đứng khá là mạnh ha. Uri Men Japan, logo của đây đảo chiều ha. Những cây bu lông hay súng vít gì thì chúng ta đều bắt buộc phải có đảo chiều các bạn. Con này thì nó không có chỉnh số, các bạn muốn chỉnh số thì chúng ta gắn thêm một cái chỉnh áp vào thôi, đơn giản như vậy ha. Và trong cái video hôm nay sẽ có một cái mức giá ưu đãi cho cái con này, kèm theo một cái món đồ chơi đi kèm. Ở đây là một cái đầu nối của nát Nhật chuyên dành cho súng ha, nát nè, đầu 3/8, nối dài ra 3/8 để các bạn chúng ta bắn những vị trí gốc sâu, gốc kẹt sâu gì đó chúng ta vẫn có thể bắn tới được. Ok, và kèm theo nó là một cái bộ chuyển gốc của súng vít, phía trong này vẫn là cái đầu 3/8 các bạn, 3/8 để chúng ta chuyển từ súng bu lông chuyển qua bắn vít và có thể chúng ta lắc léo ở nhiều cái tư thế gốc kẹt gì đấy, các bạn muốn bắn cái tư thế gốc kẹt gì cũng được. Đầu vít này vít 6,3 thông dụng, giống như những cái mũi vít mà bên Tư Huy hay bán cho các bạn đó ha. Đây những cái mũi vít 6,3 thông dụng nữa các bạn. Ok, và lưu ý là nó chỉ ứng dụng cho chúng ta mở những vị trí góc kẹt, góc hẹp thôi, góc nó bẻ 90 độ nè. Ok, đó, cái combo của nó như thế này. Và giá giao lưu cho các bạn cái bộ này chỉ có 650.000, hết sức hấp dẫn chưa? 650.000 các bạn có một cây súng bu lông và còn thêm một cái bộ chuyển từ bu lông bắn vít luôn, quá trời đã. 650.000. Cái mũi này cũng khá là lợi hại nha các bạn, nhiều khi những vị trí sâu sâu đó chúng ta đưa vào chúng ta nấu và chúng ta bắn được, đúng không? Rất là lợi hại nha. 650.000 các bạn có một cái combo như thế này. Khá là mạnh các bạn. Đảo chiều.
Okay. Một cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta có một cái cây mài gốc đến từ thương hiệu Dasco của Mỹ. Con này vòng tua nó là 12.000 vòng một phút. Dasco USA mà. Dasco USA ha. À, con này nó mài gốc nha, mài gốc. Chúng ta mài nhám nè. Mài nhám, đánh nhám một số cái vị trí bề mặt gì đấy. Ok, cò bóp ha. Tua nhắc lại là 12.000 vòng một phút nha các bạn, 12.000 vòng một phút. Cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 450.000. Tua 12.000 vòng là nó tương đương với những cái máy mài một tấc lớn rồi. Và cái này nó cũng chạy nhông, cho phép chúng ta cài ép đồ khá là ok ha. 450.000 một cái mài gốc của Dasco Mỹ. Một cây mài gốc tiếp theo đến từ nhà Nittokonki. Con này sử dụng đá một tấc các bạn, đá một tấc. Tình trạng của nó cũng là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết. Dùng cò vặn ha, dùng cò vặn. Đấy. Này. Nittokonki men xà bằng ha. Off, on. Đẩy lên. Xoay về vị trí on. Xoay qua vị trí off. Khóa. Đấy. Cái cây mài gốc của Nittokonki này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000. 500.000. Tình trạng là chưa có qua sửa chữa các bạn ha. Lý do là nó thiếu cái cặp te chặn này. Thì mình giao lưu cho các bạn với giá là 500k thôi. Mọi chi tiết hoạt động tốt. Tua con này là nó chạy khoảng cũng 12.000 vòng một phút các bạn. 12 tới 13.000 vòng một phút. Date nó là tháng 11 năm 2000. Tháng 11 năm 2000. Nhìn ảnh vậy bẩn bẩn thôi chứ nội công khá là thâm hậu ha. Rất là gọn. Cái này nếu mà các bạn về chúng ta bổ sung cho nó một cái cặp te, cái lưng nó hơi nhỏ các bạn. Chứ nó lớn thì nó sẽ xài chung cặp te với máy điện được. Tuy nhiên là cái lưng nó hơi nhỏ, nó dùng cái cặp te của máy hơi chuyên dụng thôi. Và cái đá mài này thì nó sử dụng cũng thông dụng, đá mài, đá cắt vân vân. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng không cặp te thì mình khuyên các bạn là nên chỉ sử dụng mài nhám nè. Và chúng ta đánh những cái chén cước đơn giản thôi. Còn cắt và mài thì nếu muốn dùng thì chúng ta nên bổ sung cái gạt te thì nó sẽ an toàn hơn trong cái việc chúng ta sử dụng ha. 500k cho cái mài khuôn, ê xin lỗi, mài gốc của Nittokonki. Một cây súng vít của Max. Con này là Max 750 đó. Hình thức thì nói chung là cũng bình thường thôi ha. Ở mức trung bình khá thôi chứ không được khá đâu. Sơn zin phần thân này vẫn còn, cái thân trước thì nó đã bong rồi, nhưng mà mình đánh giá ở những cái tình trạng nó không bị cấn dập, không bị tác động gì nhiều, chưa có vệ sinh, cái phần cầm nó còn dơ dơ bẩn bẩn các bạn. Đuôi là đuôi chống xoắn dây, đuôi chống xoắn dây. Con này sử dụng hai búa ngang chỉnh áp 4 số đảo chiều ở đây các bạn, đảo chiều phần tay cầm của mình ha. Chỉnh áp 4 số nha, số 4 là số mạnh nhất. Ok, đầu vẫn là đầu 6 ly 3 thông dụng, hai búa ngang, lực bắn rất khá tốt. Cái con này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. 600.000. Ngoài cái việc bắn vít ra thì nó cũng thể dùng những cái đầu tiếp chuyển từ 6 ly 3. Chúng ta bắn những cái bu lông nó khoảng 10, 12, 14 gì đấy. Và thậm chí nước ngoài họ còn dùng những lên tới những cái bù lông tới 17, 21 các bạn. Có thể là bắn một số cái vị trí gì đó nó dùng cái bù lông lớn nhưng mà cái lực nó nhẹ thôi. Chứ mình nghĩ theo cái xác của nó như thế này mà bắn lên tới những cái con bù lông mà 21, 19, 21 thì nó kinh khủng quá ha. Đó, thì mũi vít 6 ly 3 thông dụng chúng ta đi mua ở đâu cũng có. Và các bạn có thể mua trên kênh của mình. Và cái combo mà mình bán 100.000 10 cái mũi vít tặng kèm hai cái mũi mini đó.
thì cái đầu vít đó là sử dụng được cho hầu hết tất cả các loại máy, từ máy hơi, máy điện, máy pin. Ok, đuôi chống sắn ha, 600 ngàn cho cái con bu lông, ê, xin lỗi, bắn vít của Max. Khá êm rồi, lực giật tốt. Thì có một cái điểm mà mình ít khi mình thích sử dụng cái đuôi sắn này, mặc dù rất là nhiều bác thích sử dụng cái đuôi sắn này lắm, nhưng mà đuôi sắn này nó chỉ thích hợp với lại súng vít, súng bu lông, sắt nhỏ, như chung những cái đồ mà gọn nhẹ thôi. Súng bắn đinh nó chỉ thao tác giúp cho chúng ta xoay xoay cái súng thì nó đỡ có vướng dây này kia nọ ha. Nhưng mà tuy nhiên thì cái lợi thì cũng có cái mặt hại nha các bạn. Phía trong này nó sẽ có những cái sim, những cái phần khớp kết nối nó có những cái sim. Lâu ngày chúng ta sử dụng thì những cái sim đó nhiều khi nó mòn không có đều. Có khi chúng ta quay qua những cái vị trí khớp nào đó thì nó bị xì xì nhẹ nhẹ, nhưng mà chúng ta quay qua vị trí khác thì nó lại kín hơi. Thứ hai nữa là nhiều khi chúng ta sử dụng lâu rồi đó, nó sẽ lỏng cái đuôi nè, giống như cái khớp mà, như cái khớp mình nó bị lỏng, khớp xoay nó bị lỏng đi, thì chúng ta mỗi lần chúng ta cắm dây vào mà nó hay xoay 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 xoay, nó không có cố định, chúng ta cắm nó hơi khó một chút xíu thôi chứ không phải là khó lắm đâu. Và thêm một cái nhược điểm nữa là khi mà chúng ta dùng cái chống xoắn dây này mà chúng ta quay qua cái vị trí cái khớp nó nghiêng hết cỡ này nè, cái đường hơi của mình nó sẽ, dù nó đang tròn vậy, nó sẽ bị bóp lại còn phần nữa thôi, cái lưu lượng khí đi qua nó cũng bị giảm lại. Chính vì vậy chúng ta nên cân nhắc khi sử dụng cái đuôi xoắn này cho những cái súng bu lông dạng lớn cỡ đầu 1/2 tức là 12 ly 7 trở lên, thì các bạn không nên dùng cái này, nó sẽ bị giảm công suất của cái cây súng của mình ha. Đó là một cái điều mình chia sẻ cho các bạn khi mà mình sử dụng những cái đuôi xoắn chống xoắn dây như thế này. Ok, nhắc lại 600 ngàn cho cái súng vít của Max ha. Hai búa 4 số, một cái cây mài của Nitto Konki luôn bạn, model là MAG 70, mài tần model MAG 70, được làm bởi Nitto Konki. Con này nó sử dụng cái đá 1/8 nha các bạn, lưng này là lưng 22 ly. Các bạn sử dụng đá mài, đá cắt hay là chén cước gì đó vân vân, miễn sao có cái lỗ lưng nó là 22 ly là các bạn có thể lắp vào được. Ok, tình trạng cây này cũng là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết nha các bạn, chưa qua sửa chữa gì hết. Date của nó tháng 2 năm 89 nè, sơn zin 100%, cò là vẫn là cò vặn ha, một cái cò vặn. Thì cái này nó sử dụng công nghiệp thì chúng ta dùng cái cò vặn này mình thấy nó hiệu quả hơn là cái dàn cò bóp đó các bạn, là dặn chúng ta điều chỉnh nó như một cái chỉnh áp luôn ha. Và sau khi chúng ta vặn chúng ta chỉ việc cầm thao tác chúng ta mài thôi. Ok, thì cái đuôi này mình lắp vào để mình test cho các bạn thôi. Thực chất là khi về các bác mà hay sử dụng những cái máy mài lớn này thì họ hay dùng những cái đuôi chuột nhét, nó cái lỗ lỗ cấp hơi của nó sẽ to hơn, nó sẽ đảm bảo cái lưu lượng khí cho cái máy mài của mình nó hoạt động tốt hơn. Cái này mình chỉ cắm test cho các bạn thấy là cái khả năng hoạt động của nó thôi. Và cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 650 ngàn. Tại sao một cái cây to như vậy mà giá nó chỉ có 650 ngàn? Xin thưa là thứ nhất là nó thiếu cái tay cầm nè, thiếu cái tay cầm phụ nè, thứ hai nữa là nó thiếu cái cặp te chặn nè. Thì hai cái món đó thì các bạn có thể bổ sung thêm hộ mình. Hoặc là nếu mà các bạn, một số bác về chúng ta chỉ sử dụng, chúng ta mài nhám, chúng ta đánh cước, chúng ta không cần cái cặp te, thì thực tế là họ cũng không cần cái cặp te chặn các bạn. Thì trước đây mình cũng có giao lưu với một số bác thì cái công việc của họ, họ không cần cặp te, họ cũng yêu cầu là mình sẽ bỏ cặp te lại và giảm tiền. Thì mình thấy đây cũng là cái lựa chọn, một cái option nữa cho các bạn để chúng ta lựa chọn ha. 650 ngàn cho cái cây mài gốc của Nitto Konki, sử dụng đá 1/8 nha các bạn, 1/8, 650 ngàn, cò vặn, tình trạng là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa, chưa can thiệp gì hết nha bạn, sơn zin 100%, đét sâu thôi, nhưng mà cây này mình đánh giá là còn khá là đẹp á. Lực nó phản ứng với lại hơi rất là nhanh nhạy ha, phản ứng khá là tốt. Bộ lồng nó còn kín mà, quay rồi nghe tiếng ọc 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 rồi. Ok, các bạn muốn nó giảm thanh tốt hơn nữa thì chúng ta về chúng ta mở cái phần bô thoát này ra, chúng ta cho những cái bông nỉ vào đây, nhét những bông nỉ vào đây.
thì nó sẽ giảm tiếng ồn xuống nữa, hạn chế tiếng ồn xuống nữa. Ok, 650.000 cho cái cây mài của Nitto Konki, tên nó là Maiten, nhìn tưởng là Mai Tai Xanh luôn à. Cũng bạo lực cỡ cỡ đó ha. Một cái đục hơi của Uri, dạng đục ngắn các bạn, tương tự như cái cây hôm vừa rồi mình có giao lưu đó. À, đục cây này cũng tình trạng là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết. À, mình có vệ sinh tổng thể bên ngoài nó thôi, còn ngoài ra thì chưa có can thiệp, chưa có qua sửa chữa. Mũi đục đi kèm của nó đang là mũi đục nhọn ha, và mũi này mình có bán nha các bạn, mũi chân 10 ly và tình trạng là mới chưa sử dụng á, giá là 100.000 cho một cái mũi Uri ha, Uri dạng ngắn, thích hợp cho các bác chuyên dùng chúng ta đục lối, đóng những cái lông rỉ sét, đóng bát phốt, đục trấn gì đấy vân vân, rất là hiệu quả, rất là hiệu quả. Ok, cái đục này vẫn giao lưu cho các bạn với giá là 600.000 ha, 600.000 một cái trợ thủ đắc lực dành cho những anh em thợ, 600k. Một cây súng bơm và đo áp của Asahi. Thế là nó vừa bơm và nó vừa đo áp luôn, áp đo tối đa được 12 kg các bạn ha. 1200 kpi, tương đương là 12 kg các bạn, thương hiệu Asahi Made in Japan. Ok, cái đầu bơm này dùng cho xe máy và xe ô tô nha các bạn, xe máy và xe ô tô và xe đạp thế hệ đời mới này, thế hệ đời mới nha, mình nói xe đạp thế hệ đời mới thì họ mới dùng cái đầu bơm như kiểu xe xe máy ô tô mình. Đôi chuột zin cũng của Asahi đây, logo mặt trời mọc nè. Cò bóp, khi chúng ta bóp hết hành trình á là nó bơm, và khi chúng ta muốn xả áp, tức là mình kiểm tra trên đồng hồ đó nó bị quá áp, mình bơm nó quá áp, thì mình chỉ cần nhấp nhẹ cái cò, tức là mình xả áp ha, mình xả áp, còn mình bóp mạnh vào tức là mình bơm. Ok, thì đối với một số cái trường hợp chúng ta bơm cho những cái xe như kiểu xe tay ga mình đi, thì cái đường ống hơi nó đi ngang qua thì có thể một số vị trí nó sẽ không hợp với lại cái đầu kẹp này, thì chúng ta về chúng ta cũng dễ dàng thay những cái dạng đầu bơm mà nó có góc xéo hay góc ngang hay góc thẳng gì đó tùy, thì nó đơn giản kết nối bằng ren hết bạn, ren này ren 13 ly thông dụng hết, chúng ta chỉ việc mua cái đầu rồi chúng ta thay lắp thôi. Ok, và cái dụng cụ bơm của Asahi này giao lưu cho bạn với giá là 600.000, 600.000 ha. Đã test hoạt động tốt, 600k. Động tốt, kim chuẩn. Ok, một cái máy mài nhám mà nó có thêm cái chức năng rung lệch tâm, anh đã có cái gói chao lệch tâm này các bạn, gói chao ở giữa là cái bạc đạn xoay thì mình không nói rồi ha, ở đây nó có thêm cái gói chao lệch tâm, nó giúp cho cái việc mình đánh nhám nó vừa mài vừa so. Cái cây này thường là mình thấy nó bắt gặp nó là của hãng Compact Uri gì đấy, nhưng mà tuy nhiên là ở đây nó bị mất cái tem các bạn, cái tem nó dùng hai cái chốt nhé, nó bị mất cái tem này, hơi đáng tiếc một chút xíu thôi. Tuy nhiên tình trạng cái cây này còn khá là mới nha, khá là mới và hoạt động rất là tốt. Cái đường kính của cái bông của nó là 1,5 tấc và nó còn nhám gai zin nè, chúng ta chỉ việc mua nhám chúng ta dán và chúng ta sử dụng thôi. Đánh nhám đánh bóng cũng vậy, lông thỏ thì chúng ta cũng dán vào đây chúng ta đánh bóng, thì nó có chức năng vừa xoay vừa rung, nó giúp chúng ta đánh bóng khá tốt. Ở đây là cái van điều áp cũng như là điều chỉnh tốc độ của nó đó. À, đây van đóng mở đây. Và một cái chữ gia băng thiệt là nhuyễn, chúng ta phải dùng cái zoom. Các bạn phải dùng zoom lên. À, các bạn mới thấy được cái chữ gia băng cực nhuyễn này. À, chắc họ khắc bằng cái máy laser gì đấy thì nó mới ra được cái chữ nhuyễn thiệt là nhuyễn như thế này.
nhưng mà thực tế thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái phần đuôi chuột zin này để chúng ta nhận định nó là hàng của Nhật các bạn. Là cái đuôi chuột zin này, cái đuôi chuột của Đài Loan thì họ làm mà nó khác biệt hoàn toàn với cái đuôi chuột zin của Nhật. À, những cái góc cạnh hay những cái khớp bi của Nhật cũng vậy, à, nó khác biệt hoàn toàn. Và từ những cái chi tiết chỉnh chu, tay cầm, cao su, khóa van, vân vân, nói chung là tổng thể là đồ Nhật và đồ Đài Loan, Trung Quốc thì không thể lẫn lộn với nhau được rồi. Nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên, chúng ta sẽ dễ dàng nhận định ra ngay cái điều đó. Okay. Cái cây đánh bát của Nhật này giao luôn cho các bạn với giá là 600 ngàn. 600 ngàn, rất là mới nha. Màu đỏ cho nó may mắn nha các bạn. Màu đỏ may mắn. Quá hơi ha, quá hơi. Trớn mặt đạn quay rất là nhẹ các bạn. Rất là nhẹ. Một cái sản phẩm tiếp theo cũng không kém phần hấp dẫn rồi, không kém phần hấp dẫn. Và cái cây này nó không có tên tuổi, gọi là no name nữa. Nhưng mà phải nói là rất là đặc biệt và rất là chất lượng. À, con này mình đang đặt dấu chấm hỏi nghi vấn nó có thể là hàng Mỹ. Vì cái đuôi chuột đặc biệt của nó các bạn. Căn cứ vào cái đuôi chuột đặc biệt của nó. Đây là cái cò nha các bạn. Và cái cò này không phải dùng để nhấn mà nó dùng để vặn điều chỉnh. Phía trong nó nhiều cái mũi bông tu á, à, tu vậy. Và đây là một cái búa hơi chuyên dùng cho các bác mà chúng ta gò đó ha. Nó sẽ được lắp lên những cái khung để gò. Và phía đầu này chúng ta lắp những cái đầu búa bằng cao su, bằng nhựa, à, bằng thau, bằng đồng gì đó tùy theo cái vị trí mà chúng ta cần gò. Và cái việc nó tự động nó sẽ thụt 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 xuống như thế này để chúng ta gò lối một số cái bề mặt ton điều chỉnh hiệu chỉnh gì đó và chúng ta điều chỉnh cái tốc độ cũng như là cái lực đóng của nó ở bằng cái nấm điều chỉnh này. À, rất là hay ho ha. Rất là hay ho mà rất là xịn sò và rất là gọn. À, tổng chiều dài của nó và cũng như là hành trình của cái cây tay biên. À, mình đo không đo tay biên này nha là nó dài tính luôn cả đuôi chuột chỉ có 19 cm. À, này cái phạm vi biên độ dao động của cái tay biên này nó khoảng tầm 3 phân thôi các bạn, tức là nó thụt khoảng 3 phân thôi. Các bạn có thể lắp cho nó những cái viên đầu búa bằng cao su ha, cao su, à, những cái đầu búa đấm bằng cao su. Cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 650 ngàn. 650 ngàn các bạn. Sáu trăm năm mươi k và chúng ta có một cái búa hơi. Cho nó một tí dầu cho nó trơn trơn nha. Nhẹ nhàng liền các bạn, rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ thao tác nó như thế này. Các bạn sẽ lắp nó lên cái dần phần gá khung hoặc chúng ta dùng tay cũng được. À, nó không cần cái đường hơi cấp nhiều lắm đâu, chúng ta có thể dùng cái dây cái size nhỏ hơn để cho nó mềm nhẹ nhàng hơn. Như kiểu máy mài, máy massage vậy ha. Kê cục búa cao su vô, kê vô đấm massage được. Chỉnh nhẹ nhẹ thôi, chỉnh riu riu, riu thôi. Okay. Và nói chung là
các bạn thấy nó phù hợp với cái công việc gì của mình thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này, và nó là cũng là cái sản phẩm sau cùng của video clip Zalo hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình TV Tool, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hy vọng các bạn đã tìm thấy cho mình một cái sản phẩm gì đó nó phù hợp, mang lại sự hài lòng cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại sau 4 ngày nữa. Rất sự đơn giản. Thay vì chúng ta phải dùng dao hay gì đấy, nếu mà chúng ta muốn hủy cái ống thì nó đơn giản là chúng ta dùng dao kéo, chúng ta cắt rồi chúng ta tháo ra. Thì đối với những cái đầu ống gài zin của Nhật á, thì cái size họ làm khá là bó chuẩn và cái độ dài của nó cũng khá là dài, nó giúp cho cái việc nó ăn sâu vào cái ống. Nếu mà chúng ta phá hủy thì chúng ta dùng dao chúng ta cắt, chúng ta dùng kéo dao thì chúng ta cắt dọc, chúng ta tách ra thì đơn giản rồi. Nhưng trong những cái trường hợp mà chúng ta dùng muốn tận dụng lại cái đầu ống này thì bắt buộc các bạn phải có những cái dụng cụ chuyên dụng như thế này để chúng ta tháo lắp ống và sau đó chúng ta vẫn tái sử dụng lại được. Còn nếu mà phá hủy thì không có gì để nói nữa ha, rất là nhiều món để phá hủy được. Ok.